Những ai đã trải qua chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, có lẽ đều sẽ có chung nhận định, đó là việc bị thương do kẻ thù gây ra là một điều vô cùng may mắn. Bởi vì có rất nhiều người lính đã hy sinh, khi còn cách giờ phút Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng chỉ vài chục phút. Khoảng 5 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, bộ đội ta đến cầu Sài Gòn. Tại đây, địch chống trả lại rất quyết liệt, chúng bắn như mưa về phía quân ta, không cho quân giải phóng vào nội đô. Cũng tại cây cầu này, đồng chí Ngô Xuân Nhớ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn xe tăng, cùng với hơn 10 chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh trước khi quân ta tiến qua cầu. Bộ đội ta tiếp tục hành quân qua cầu Văn Thạnh, rồi đến ngã tư Hàng Xanh, vượt tiếp qua cầu Thị Nghè, đến cổng Thảo Cầm Viên rồi thẳng tiến đến Dinh Độc Lập, xào huyệt cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Khi quân giải phóng chỉ còn cách Dinh Độc Lập khoảng 300m, thì có đồng chí của quân ta trên xe tăng bị hy sinh do một số tên địch ngoan cố chống cự. Một chiếc xe tăng của bộ đội ta lao đến cổng Dinh Độc Lập rồi dừng lại do bị kẹt, thấy vậy chiếc xe tăng đi phía sau gầm rú, lao lên húc đổ cổng Dinh Độc Lập và lao vào sân. Quân giải phóng tiến vào trong khu vực khuôn viên Dinh Độc Lập rộng khoảng vài nghìn mét vuông. Đồng chí Bùi Quang Thận cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập, đặt dấu chấm hết cho ủy quyền Sài Gòn. Khi quân giải phóng lên đến cầu thang, thì gặp một người đàn ông mặc bộ quần áo màu xám cộc tay, tự giới thiệu là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá của Tổng thống ủy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh đón quân giải phóng, mời bộ đội ta vào phòng Tổng thống đang chờ sẵn. Trong phòng họp có Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ông Dương Văn Minh và Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa ông Vũ Văn Mẫu, cùng vài người tùy tùng. Lúc này ông Dương Văn Minh nói, chúng tôi đã biết quân giải phóng tiến vào nội đô và đang chờ quân giải phóng vào để bàn giao. Sau khi nghe ông Dương Văn Minh nói như vậy, chỉ huy quân giải phóng nói, các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không bàn giao gì cả. Ông Dương Văn Minh và tùy tùng lùi lại và ngồi im lặng ở ghế trong phòng họp. Khi được yêu cầu ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng, ông Dương Văn Minh mới đầu sợ không dám ra ngoài, nhưng khi biết quân giải phóng đã làm chủ Sài Gòn, không còn chiến tranh nữa, và sẽ được đảm bảo an toàn trên đường đi, nên đã đồng ý. Sau đó, ông Dương Văn Minh và ông Vũ Văn Mẫu cùng lên xe ô tô đến đài phát thanh. Từ Dinh Độc Lập đến đài phát thanh khoảng 1 km, và ông Dương Văn Minh là người trực tiếp chỉ đường. Trên xe ô tô diễn ra cuộc trò chuyện giữa ông Dương Văn Minh và chỉ huy quân giải phóng. Ông thấy sức mạnh của quân giải phóng thế nào? Ông Dương Văn Minh trả lời, chúng tôi biết quân giải phóng tiến vào nội đô chúng tôi sẽ thất bại. Biết là thất bại sao ông không đầu hàng trước, mà phải để chúng tôi đánh vào tận xảo huyện mới đầu hàng. Ông Dương Văn Minh trả lời, khi biết các ông chưa tiến vào nội đô mà tôi tuyên bố đầu hàng, thì cấp dưới tôi họ không đồng tình, họ sẽ khử tôi. Đại tướng Dương Văn Minh, cảm ơn các chính quyền Sài Gòn kêu gọi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hạ vũ khí đầu hàng trong điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn từ Trung ương đến địa phương, giao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.